buổi tối hay là bàn về mấy chuyện mà mua mấy cái phụ kiện trang sức cho mẹ nè, để mẹ đi tiệc. Em cũng bàn chuyện mua trang sức nữa à? Tại căn bản là hồi đó em cũng thích là mở một cái tiệm trang sức nhỏ nhỏ à, để bán. Ừ, hèn chi vậy chứ tưởng đâu em không lý do mà em bàn vụ trang sức, anh cũng nghi nghi. Tôi tên là Bùi Thị Hoa, địa chỉ là 18 Mít Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận 1. Dạ, xin mời anh. Dạ, mình tên là Lê Phát Thảo, năm nay 31 tuổi. Về ở rễ nhà của mẹ cũng được 6 năm rồi. Thời gian cũng khá dài ha. Dạ. Chúc mừng. À, cô, cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai đó, có ấn tượng gì với chàng trai này? Nói chung thì gặp biết thì biết lâu rồi. Tại vì hồi xưa là Thảo có làm bảo vệ của công ty gần nhà mình, cũng biết rồi, cũng qua lại. Tại vì ở nhà bán nước uống mà, thì cũng qua lại rồi, chứ mà không ngờ là ảnh lại quen con gái mình. Cái ảnh nghỉ làm thì con gái mình khi đi học hết 12 đó, thì ảnh mới ảnh gù được, mới ảnh gù được nữa. Rồi ảnh cũng tới đúng nước. Cái ngày nào đó mới tự nhiên hai người yêu nhau, cái về dẫn về nói là muốn cưới. Đó, thành ra mình mới nói chứ trời ơi, chưa biết thôi chứ còn chưa biết gia đình là ra sao. Mình thì muốn biết cho là cho rõ ràng. Cái sau đó cái mình mới tìm cái người làm chung á, mình mới tìm cái anh làm chung với anh chàng trai này. Cái mình hỏi là Thảo đó làm sao, từ đó giờ nó làm đây rồi má biết, nhưng má không có biết nó tính tình nó sâu sát, thì nó có xác định là má đừng có lo. Nó riêng về Thảo mà làm chung công ty á, thì rất là dễ thương và hiền, ai làm cái gì cũng giúp đỡ hết á, chứ không có ấy mà, hiền lắm á. Cái mình thấy cũng ổn định rồi. Cái thứ hai nữa là mình đi ra đường mình thấy mấy anh mà xâm mình nhiều quá, cái mình sợ. Nói chung là ở nhà ông xã mình cũng kỳ, cái vụ mà xâm mình đó. Ông nói cha mẹ sanh đẻ ra là sao để y vậy. Cái hỏi dòng con có xâm con là không có xâm mẹ. Dạ anh ơi, cho em biết là cái ấn tượng đầu tiên mẹ vợ của anh đối với anh như thế nào? Bình thường đó là cái ấn tượng đầu tiên là mẹ là người rất là dễ gần nha. Dạ. Nói chuyện rất là vui vẻ. Với lại mẹ chỉ cần tiếp xúc sơ 2-3 lần thôi là biết cái người đó như thế nào rồi. Rồi bắt đầu thấy vợ của mình là đi ngang quay ngang lại, lúc đó là còn chưa dám liếc, chưa dám chọc nữa. Xong mãi khoảng tầm 2-3 tháng sau rồi mới thấy là mới bạo miệng đi, rồi xin số điện thoại rồi rủ đi chơi. Có kỳ là lần đầu tiên qua xin là hỏi là bác ơi cho con dẫn con gái bác đi đi vòng vòng chơi mua sắm. Không, nó còn phải ở nhà rửa chén rồi kia rồi đi ngủ sớm nữa. Thế xong rồi mình tiêu ngữ mình đi về luôn. Em và anh hỏi nè, lý do sao mà mình chấp nhận ở rể vậy? Tại ở bên này em thương mẹ, thương ba, lại thương cả vợ em luôn. Cuộc sống của bên này anh cũng biết là nhà buổi sáng là mình phải dậy sớm bán đi nước này kia rồi. Mình vợ chồng em là cũng về phụ với ba mẹ. Lúc mà mới cưới ở bên nhà em, nhà bên vợ nhà bên chồng cách nhau có 2 cây số thôi. Nó đúng ra là tôi có 2 đứa con hà. Dạ. Khi gả gái rồi tự nhiên chiều thằng nhỏ thì nó đi học đi làm, cái chiều hai chồng cứ dọn cơm ra nhìn nhau không. Nhưng mà kiểu như mình ở con mà từ nhỏ rồi, tự nhiên nó đi rồi cái là muốn mình mất một cái gì đó, không ăn cơm được, cứ ngồi ngó nhau hoài. Cái ông ấy thơm mấy rồi mình qua mình xin về đi, xin nó về đi. Cái đó ông ấy bà nói hay quá ha, gả gái gả đi, ai mà xin về qua bển nói người ta nói cho. Cái xong cái miếng bụng nó không dám nói. Cái về cái thấy tụi thấy mẹ với ba buồn hoài, cái nói hoài cái anh này thì cũng thương ba mẹ, cái nó thôi vậy con về con xin mẹ con. Thì mẹ bệnh cũng không muốn cho đi, nhưng mà mẹ nghe hoàn cảnh kể vậy đó. Xong cái khi mà có em bé, có em bé thì nói chung là nhà bên thì đông, em bé thì ngủ nó khó. Cái mình cái kiếm cớ đó mình mới nói mà về nói với mẹ đi, nói là đông ở bên này đông quá rồi em nó không ngủ được, nó ốm nó mới sanh này kia nè. Cái về cũng nói vậy mà bà xua bên kia thì ngại, mình cưới về tự nhiên về cái mình mang mình trả thì không được, ở bên này thì cũng ngại, tự nhiên mình gả rồi mình xin về cũng không được. Sau đó 2 đứa con nó đứng ở giữa nó xài dàn xếp. Thì tôi qua nó nói chị ơi thôi giờ mình hy sinh cho cháu ngoại đi, bà nội ấm cha ôm cháu nội mà khóc. Nói trời bà nội cũng muốn con đi lắm, bà nội nhớ con lắm, nó chở gần chị qua đi, mỗi ngày chị qua đi gần mà. Cái bà ừ thôi vậy ngày mai cho về. Là thôi tôi nghe tôi mừng lắm, mừng về quá. Mừng quá về nói với ông xã mừng quá, mừng mà ông không ngủ được luôn mà. Cái ông mới về ông nói gì mai qua rước sớm, cái tội nghiệp chị xui tôi.
Cái khi ra lên xe đi lên taxi đưa về mà thiếu ôm nhỏ bị khóc. Mà khóc mình không dám dòm. Dòm mình sợ mình tủ mình khóc theo cái không dám dòm. Cái mình đi đi về, về cái hồi vậy ma chị qua nha, sáng sớm bà nội qua liền. Qua bà bước xuống xe là bà nhào tới bà ôm con bé bà khóc. Tại vì nội ngoại chỉ có một mình đó. Dạ. Gái tôi gái lớn, bên này cũng trai lớn. À. Lý do làm rể đúng không? À. Em không biết là khi mà anh về ở rể á, anh có cái điều gì bỡ ngỡ không anh? Có em, ở bên nhà anh á, thì bình thường anh không có quét nhà hay lau nhà gì hết. Tới cả nấu ăn anh còn không biết luôn. Mà giờ đây tại anh thấy như buổi sáng mình đi làm cho tới chiều rồi, thấy về thấy vợ cứ cũng là phụ bán đi, rồi giờ phải tất bật làm kia, cũng thấy tội nghiệp thôi mình phụ. Nghĩ tự cũng biết quét nhà, lau nhà, biết cả nấu ăn luôn. Trời ơi, giỏi vậy. Chuyện mà hai mẹ con hợp nhau á, có hợp nhau gì không? Đó anh là về vấn đề nấu ăn nè, rồi buổi tối hay là bàn về mấy chuyện mà mua mấy cái phụ kiện trang sức cho mẹ nè, để mẹ đi tiệc. Em cũng bàn chuyện mua trang sức nữa à? Tại căn bản là hồi đó em cũng thích là mở một cái tiệm trang sức nhỏ nhỏ để bán. Hèn chi vậy chứ tưởng đâu em không lý do mà em bàn vụ trang sức, anh cũng nghi nghi. Cô thấy hợp với con rể gì? Hợp có cái là nó hiền, ngoan. Nói chung là về thì mình không khó gì đâu. Nhưng mà chỉ khó cái là dù cha mẹ có nói gì sai, im. Rồi từ lát sau cha mẹ nói xong hết, rồi muốn con muốn nói gì nói. Nhưng đây là con rể tôi là chấp nhận, dễ thương. Nói chung là nó về thì con rể tôi thì không có cha. Cha mất hồi còn bé. Nên lúc mà khi mà về đó, về nhà tôi đó là lấy con gái tôi rồi đó. Bây giờ anh mới tin, anh mừng quá, anh mừng quá, bức xúc quá, anh nói là mẹ biết không, em biết không, từ hồi lúc anh biết tới giờ anh chưa có được tiếng kêu bằng ba. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự anh đã có ba. Thì anh mới hạnh phúc quá, anh đi về nhà mình thì anh thấy ba mẹ bên này thì cũng dễ. Tôi rất là thương con. Thì tôi nói là bây giờ mình thương con mình thì mình thương con rể. Mình thương nó thì nó sẽ thương mình. Vậy em có sợ mẹ không? Cũng có với anh, lúc đầu mới cưới vậy sợ không chết luôn. Sợ hả? Ủa sao sao vậy anh, sợ gì anh? Lúc mà đám cưới xong về có một cái đợt á là vợ anh mới sinh, đó là còn ở bên nhà anh. Kỳ đó buổi chiều anh đi làm về bị mắc mưa, cái điện thoại anh nó cũng bị giống như bị chậm mạch đi mà anh không có biết. Cái buổi tối mẹ đi giao đồ ở gần đó, mẹ gọi điện. Anh bắt điện thoại lên nghe được hai cái xong đen màn hình luôn. Rồi xong anh cũng nói không biết giờ mẹ gọi làm sao mà không có cái điện thoại để gọi lại. Nên thôi ngủ luôn. Tới sáng cái mẹ mới gọi điện thoại lại cho qua bên nhà của mẹ anh. Nói là chửi xối xả luôn. Lúc đó là không có biết là mẹ đi ngang qua, mẹ nói thôi có gì chạy ra lấy xe đi giao hàng giùm mẹ đi, để mẹ vô mẹ thăm cháu xíu. Mình không có nghĩ là chỉ vì một cú điện thoại thôi mình không bắt đi mà xảy ra có sự như vậy. Mình phải lật đật chạy qua tới bên nhà xin lỗi ba, xin lỗi mẹ này kia, năn nỉ một buổi trời đó, rồi mẹ mới nói là cái điện thoại đi làm con phải biết còn giữ, lỡ như có cái chuyện gì này kia làm sao. Thì lúc đó mình cũng hiểu là mẹ la đúng chứ không phải là sao. Mẹ la nhiều lần chưa? Là cũng mấy lần hả? Mấy lần hả? Có mấy đợt đi nhậu nhẹt với bạn bè em công ty á, về trễ cũng la. Nhưng mà sau mấy lần sau thì em biết thôi em rủ bạn về nhà nhậu luôn chứ không phải. Thì sáng phải làm sớm, sáng phải sớm phụ ba rồi, dọn hàng rồi. Rồi đi làm đến tối mới về. Thì mê đá banh, khoái đá banh lắm. Nhưng mà về đến tối thì cái nhà có cái nhà hàng gần đó. Thì những anh em trong nhà hàng á, làm xong hết nhà hàng người ta mới đá banh. Là 12 giờ người ta mới xong. 1 giờ bắt đầu tao mới kéo nhau đi đá banh, anh đi theo. Anh đá tới 2 giờ sáng, 3 giờ sáng anh mới về. Giận quá la, bây giờ con muốn đá banh thì con nghỉ luôn việc làm. Con nghỉ luôn, con đi đá banh. Mẹ không nói. Bây giờ sáng con đi làm, con thức gì vậy, con thức nổi không? Đầu tiên là sức khỏe của con. Thứ hai nữa bây giờ mẹ cha mẹ ở nhà cứ canh con để con đi về giờ đó sao? Thành ra bây giờ cho cái giờ đi chơi là ngày thứ 6 đi chơi, thứ 7 chơi, giật đi. Trời, có lịch đi chơi nữa đó hả? Chơi cỡ nào chở cũng 10 giờ về chứ không có đi. Hay nha. Cái anh thấy không ngắm không được rồi anh kéo bạn về nhà giàu luôn. Con nghĩ là nếu mà có hợp nhau thì chắc chắn có không hợp nhau. Không biết là cô không hợp anh nó điểm gì cô? Hậu đậu. Nói đường làm ngã. Cũng như
Hôm kỳ ba nó kêu ở Bình Dương mời đám cưới, cái ba nó không có đi được, ba nó kêu thôi giờ con chở mẹ đi đám cưới giùm cho mẹ. Hai mẹ con sửa soạn đi, đi ra tới cầu Bình Triệu chứ có xe buýt thì ẩu lắm. Cái mình ngồi xong chắc kỳ mà anh này anh chạy xe yếu, nó con ơi nắm mà qua được không qua được cho nó qua, đừng có qua nó nha con. Cái tự mình đang chạy ngon lành nó ép sát vô lại gì nó vô dứt khách mà. Cái này tức quá đáng chạy mà tự nhiên ép thì anh sấn lên luôn, cái anh sấn vô xe hai xe buýt ép hai mẹ con như vậy. Mà ngồi sau tôi run quá, tức mình cái xong ngừng tôi la quá trời đất luôn. Con chở mẹ đi được thì chở, con không chở thì mẹ đi về. Cái ảnh run, ảnh lúc anh run hết chạy được rồi, ảnh run. Cái anh về, cái khi đi đám cưới về xong mình phân tích mẹ không nói sai thì con phải hiểu cái cách cái tánh mạng của mình nó hay hơn. Bây giờ con có giận nó con la cho nó ngồi xe buýt nó đâu nghe đâu. Yeah. Đó, xong rồi có trận đó tôi giận quá, giận giận tím người luôn, tại mình nghĩ là lúc đó nó ép mình là mình tiêu rồi. Chuyện mà hậu đậu chuyện xe đó còn chuyện nào nữa? Thì bình thường là em hồi đó trước giờ thật sự là em chưa bao giờ quýnh vợ em hết à, là như ba với mẹ nói thôi. Nhưng mà giờ nhiều khi là cũng gây lộn thật, nhưng mà hai vợ chồng thường lên lầu đám bữa gây lộn xong rồi bắt đầu sáng hôm sau em hay mét mẹ. Đúng rồi, em xuống mét mẹ hả? Ờ à, đúng rồi, phải mét chứ anh. Mét thì sao? Thì nói ờ mẹ ơi vợ con không ấy. Vợ con nó quýnh con hả? Vợ con không chịu ăn cái này mà cứ nói chuyện là cãi ngang. Cãi ngang con khó chịu quá mà giờ con không biết sao con nói. Thôi mẹ có gì mẹ mẹ la vợ con dùm đi. Chứ bình thường em mà giận lên đó nhiều khi là em không nói chuyện với vợ em luôn. Thành là anh cũng cưng chị kia hiểu làm nũng. Nhiều lúc là chồng mua gì cho ăn, không ăn này kia nọ, cái ông này tức la làng lên. Càng la bà kia không ăn, xuống mấy mặt. Tôi chỉ cần bước lên trên lầu, tôi lên nghe tiếng tôi một cái là chị lật đật chị ăn liền. Chứ không có dám nói là anh này biết cái gì là mét mẹ, mẹ xử cho. Anh hỏi thiệt nha, có khi nào mà mẹ với ba la cái buồn mình khóc không? Khóc thì chưa tới nổi, nhưng mà... Buồn, ức á. Buồn, buồn thì cũng có buồn anh, nhưng mà tại lúc đó nhiều khi em chưa có suy nghĩ tới đó. Thì là em cũng nói về em thôi, hôm nay ba với mẹ la, anh có chuyện buồn quá. Đi lên sân thượng ngồi chơi với anh. Rồi vợ em á thì là ngồi cầm ly nước trà lên uống, còn em cầm lon bia lên ngồi nói chuyện kia. Cái xong rồi tầm ở khoảng 9-10 giờ thôi, thôi được rồi, xả xì chết được rồi, đi xuống sáng mai thoải mái. Thôi chúng ta sẽ nghe vợ em nói gì nha. Thôi à. Có những cái khuyết điểm của ảnh như là ảnh hay đi đi bạn bè về hơi khuya một chút, thì mình cũng có ý kiến với ảnh rồi thì ảnh cũng có thay đổi. Nhưng mà tại vì công việc của ảnh mà lâu lâu ảnh phải đi về khuya một chút, thì ba mẹ thì cũng có nói làm gì làm cũng phải giữ sức khỏe chứ đừng về khuya quá, có cái tính cẩu thả lắm. Mẹ nói ba ơi con bỏ cái này giùm mẹ được không? Dạ dạ mẹ cứ để nó đi một chút xíu nó con làm liền cho mẹ. Nửa tiếng sau cái bệnh đó vẫn còn nằm ở trong nhà đó, cái mẹ nói ba ơi con làm chưa? Con làm rồi mẹ. Nói con làm con để đâu vậy con? Nói giờ con để ở ngoài. Con vô đây con nhìn giùm mẹ coi cái này là cái gì vậy con? Vô tới nơi. Mày hay quá ha, tao kêu mày làm cái gì mà bây giờ mày còn để ở đây mày kêu là mày làm rồi. La vậy đó nhưng mà vẫn đứng cười chứ không bao giờ mà dám cãi lại mẹ một tiếng nào ở trên. Mẹ mình á thì mẹ mình thương là thương đều hết. Con nào mẹ nói con nào cũng là con. Nên khi mà ảnh về ảnh làm rể mẹ còn thương thêm nữa. Tại vì đáng lẽ mình phải làm dâu, nhưng mà mình không phải làm dâu mà ngược lại ảnh phải đi làm rể nhà mình. Nên mẹ nói là nếu như mà mẹ thương ảnh thì ảnh sẽ thương lại mẹ. Nên hai mẹ con vui vẻ lắm, nói chuyện giống như là mình là con dâu chứ không phải là mình là con ruột nữa. Giống như ảnh là con ruột của mẹ vậy, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ lắm. Đi đâu bất cứ cái gì cũng vậy, ảnh nói em cái này đẹp nè mua cho mẹ đi hay là mua cho ba đi. Mình cũng mong là chồng mình sẽ chịu khó để ý hơn một chút xíu nữa. Tại vì cái tính của ảnh cũng hay lơ là lắm, nhiều khi ba mẹ nói rồi ảnh cũng hay quên á. Mình cũng mong là chồng mình sẽ lắng nghe ba mẹ mình nhiều hơn một chút xíu, chịu khó để ý hơn một chút xíu. Mẹ thì mong là mẹ cũng bớt la tụi con lại một chút. Tại vì con cũng biết mà tụi con cũng có lỗi, nhưng mà mẹ la ít thôi, mẹ đừng la nhiều quá tụi con cũng buồn. Thì kiểu mình thì hay la nói vậy thôi, chứ còn con là mình thương nhà, thương con, thương cháu lắm. Nó kiểu mình thấy mình bực cái nói cái rồi con làm rồi nó vậy nữa. Rồi mẹ đi con làm, thì bữa hôm mới đi về đi đám cưới về.
Sáng thì nói chung là chiều thì là do soạn thuốc nè, soạn nước rồi cái nọ sẵn để sáng sắp ra ngoài quán bán. Tôi đi được cái hai anh chị ở nhà ngồi bấm điện thoại bấm riết. Mà tôi về nhà là cũng gần 10 giờ rồi, 10 giờ tối rồi mà hai chồng cứ ngồi bấm điện thoại. Ê hề chén bát, nó cũng không làm. Tại những đó tôi làm mà. Nó cũng để im đó, xong cái một lát nữa tôi dòm qua những cái đồ bán còn y gì. Thì tại những cái đồ rồi tôi làm mà. Tôi giận quá rồi đó. Ở nhà này là chỉ có mình tôi biết làm thôi. Tôi không có tôi ở nhà là đồ vẫn để im tôi về tôi làm. 11 giờ đêm tôi về cũng vẫn để im tôi làm. Cái anh này tôi lên thay đồ, anh chạy vô rửa chén. Chị kia là chạy vô soạn đồ. Tôi tuột xuống tôi kêu là không, con đừng có rửa chén để mẹ rửa. Mẹ nói là nói vậy thôi, là khi nào mẹ không có ở nhà thì những cái đó hai vợ chồng mày làm giùm cho mẹ. Em có mong muốn mẹ vợ mình thay đổi điều gì không? Cũng có anh. Em mong là mẹ em giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi thì mẹ nên là nghỉ ngơi, là vui chơi nhiều hơn, bớt làm đi. Tại giờ có hai vợ chồng con cũng có thể là phụ đỡ đần được cuộc sống của ba với mẹ rồi. Không biết là cô muốn anh thay đổi điều gì không cô? Nói chung thì con rể tôi thì nó cũng hoàn hảo rồi, nhưng mà cô có một cái nó hơi hợp động. Thật ra con á, mẹ muốn con thay đổi là muốn ở nhà mình mẹ nói gì thì con cố gắng nghe được cái đó làm, con làm liền. Chứ con đừng cứ lát con làm, lát con làm, mẹ hay giận làm hay la cái đó thôi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, cảm ơn em rất là nhiều. Con cũng hứa với mẹ là sau này con làm việc gì con cũng gắng để tâm hơn, tập trung hơn. Ôm mẹ vợ cái đi nào. Trời, tình thương, mến thương, dễ thương quá đi thôi. Chúc cho gia đình chúng ta hạnh phúc mãi mãi, thành công và bình yên trong cuộc sống. Mình phải dạy nó từ đầu. Mình dạy nó nhanh dạy là con nói điện như thế nào. Ví dụ như quạt dơ thì con tháo ra con rửa rồi con phải lắp lại. Tháo ra xong rồi mẹ giờ con lắp. Đó. Thì cũng mình cũng làm, mà khi mình làm mình phải kêu nó kế bên. Thì chỉ từ ly từ tí, hầu như là kêu nó làm không vừa ý. Nó không biết làm luôn, tại vì hồi đó giờ nó cũng ăn học. Nó đâu có đại. Lo đi quýnh quýnh trên đài không nó, hả? Nó đâu có biết chuyện gia đình. Công việc á, cho nên là tập xong về ngủ không có làm gì, nhỏ giờ không làm gì. Dạ xin chào Quyền Linh. Dạ. Rồi chào Lê Lộc. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Đỗ Ngọc Thắm. Năm 7 tuổi. Hiện tại mình ở đường Nguyễn Ánh Thủ, quận 12. Mình làm nội trợ. Đây là con rể. Dạ. Em tên gì? Xin chào chú Quyền Linh, Lê Lộc và quý vị khán giả. Con tên là Phan Nhân Hiền. Năm nay 30 tuổi. Hiện là huấn luyện viên boxing. Con rể mẹ vợ. Dạ. Mấy năm rồi? Dạ cũng được năm mấy rồi. Thường thường em thấy là mẹ chồng nàng dâu lên đây thôi, còn mục đích tại sao mà anh gan của anh dám lên đây vậy? Dạ tại vì chương trình này cũng hay, lại ở với mẹ cũng nhiều nên muốn mẹ lên chương trình cho tôi biết. Thường thường là con dâu nó sẽ gắn kết với mẹ hơn là con rể, đúng không? Dạ. Đúng không anh? Tại vì nhà ba mẹ có một mình được một đứa con gái thôi, cho nên là muốn ở rể để chăm sóc vợ với lại ba mẹ hơn. Hay quá nha. Con rể. Cái lần đầu tiên mà cô gặp mặt con rể tương lai của mình á, cô thấy thế nào, ấn tượng gì? Bức xúc không chịu. Trời ơi. Tại vì lúc đó là hai đứa nó quen nhau thì được một năm rồi mà nó giấu, nó không cho mình biết. Dạ. Cái đến khi cái bữa đó mình cũng tình cờ mình thấy nó có đeo một cái vòng bằng bạch kim. Cái mình mới hỏi, mình tại vì mình đâu có cho tiền nó mua đâu, nó còn nhỏ mà đừng đi học mà. Cái tự nhiên thấy nó đeo cái mình hỏi chứ con đâu mà con có cái chiếc vòng đẹp vậy? Cái anh nói bạn, hỏi bạn nào mà cho con cái này chắc mắc tiền mà. Nó nói mẹ có mấy ngàn à. Cái mình lấy thôi mấy ngàn cho mẹ đi, tại mình thử mà. Tại vì con nói mình không tin. Thôi vậy con cho mẹ mượn đi. Cái nó không được mà, cái gì được chứ cái này không được. Cái nó nói riết cái gì mình thấy càng mình càng, nếu mà nó càng giấu thì mình càng tò mò, đúng không? Tò mò. Mình hỏi riết, nó khai. Nó nói là của bạn trai. Chờ. Cái lúc đó cái mình rất là bức xúc luôn. Thế mình thấy giờ con kêu người đó tới đi cho mẹ coi xem mặt. Dạ, yeah. Xem mặt thấy sao? Thì cũng càng bức xúc hơn. Ủa sao vậy cô? Tại vì về thì mình hỏi tên nó tuổi gì, nó nói nó tuổi con mẹo, mình là tuổi tí. Mình sợ đi rồi nó tuổi mẹo, nó tuổi tí về rồi nó về cái nó xung khắc với mình là lại càng ở rể mình. Cái ý của mình, định của mình là có một đứa con mình không gả đi. Mình sợ gả đi rồi buồn. Rồi sao nữa cô? Trong thời gian đó mình đi tìm hiểu về gia đình có đàng hoàng hay là có như cái gì không. Ở nhà thì có quán cà phê với lại ông già thì coi miếu hay coi bói người ta. Cái mình nói thôi vậy được, con cứ để cho mẹ đi coi bói đi. Mình làm vậy đó mình mới tìm hiểu được. Cái chở tới đó cái con mình không có vô, cái mình đi vô miếu, cái mình gặp ổng, cái mình coi bói.
cô bói nói giờ con tôi tuổi ngọ mà thằng nó đang quen với một người tuổi mẹo mà tôi lại tuổi tí thì giờ thầy coi như thế nào. Cái ông xui cha không thấy cho không được thì dĩ nhiên không được cơ. Tức là ông xui gia là ông thầy bói luôn, ông thầy bói là xui gia thì ông không được. Thì mình cũng rất buồn mà mình đâu nói ra, mình nói ông mà còn nói không được thì hổ hồ dài. Thì cuối cùng sao cho cưới? Thì có một lần con mình đi về cũng có cũng về mình mẩy xày trước hết trơn. Xày cô? Cái mình hỏi ủa con đi sao vậy? Thì nó nói là bạn trai nó chở nó đi, là con rể này chở nó đi. Thì có một đám mà kêu bằng người ta ép á, người ta chạy đua, người ta ép cái té. Thay vì người ta biết cổ thì người ta đâu có ấy. Té thì con gái nó mới té, nó lăn xuống đường. Thì người ấy nó buông xe, nó lăn theo luôn. Nó ôm, nó lăn mấy vòng luôn. Thì cho nên hai đứa đều chạy trước hết. Mà đỡ là thằng này nó đỡ cho nhỏ kia. Thì khi nó về nó nói mình cũng cảm động. Bắt đầu mới cho cưới đúng không? Cảm động. Bây giờ mình đâu có theo con, mình theo mình bảo vệ nó được. Thì chỉ có cái là bồ nó là bạn chứ nó theo nó mới là bảo vệ nó thôi. Thì lúc đó là con cũng 27 tuổi rồi. Là cho cưới. Thì mới cho cưới. À, anh có ấn tượng gì về mẹ vợ của anh không? Có lần đọc mẹ gặp mẹ rất là khó tính, nghiêm nghị. Mà từ từ quyết cũng quen. Lại mẹ cũng là rất tâm lý, rất là thương con rể. Nói chung một quá trình rất là dài. Rất là dài, 7 năm trời. 7 năm trôi qua thì đó, có thể hiểu nhau nhiều hơn. Yeah. Ha? Yeah. Thương là cái chỗ là bữa là nhờ đó, cái tai nạn đó. Đó nhờ tai nạn mà yeah, nó quay mòng mòng rồi mấy vòng luôn mà. Thì cũng nhờ có rể cho nên con mình nó cũng tránh được. Vậy thì hai mẹ con thấy rằng chúng ta hợp nhau điểm nào và không hợp nhau ở điểm nào? Khi mà về cưới về trời hậu đậu chưa từng. Hậu đậu lắm. Con mình nó làm dâu thì chắc còn gì cũng vậy thôi. Thành thử ra mình cũng chăm chế. Trời, nấu nước thì để ấm khét luôn rồi cháy ấm luôn. Còn ví dụ như làm trong nhà thì lúc trước mình cũng quan niệm là sau này con có chồng sẽ phải lựa người nào về biết làm trong gia đình. Ví dụ điện đớm hay là đàn ông mà điện đớm hay là cái nhà cửa có gì thì phải biết làm. Chứ không biết rồi nhà mẹ cũng già rồi mà nếu mà vậy thì không lẽ mỗi cái mình nổi mướn người ta ngoài. Rồi về nó không biết làm gì hết. Không biết làm gì hết. Rồi ai làm? Thì chuyện trong nhà hồi xưa giờ là cô làm không? Cái vấn đề là điện, đốm hay trong nhà gì nặng nhọc là cô làm. Thậm chí nhà vợ rồi cô leo nhà luôn nữa. Trời ơi. Tại vì cô làm không? Thì ông xã thì ông cũng nhát cho nên ông không có làm cái chuyện đó. Dạ. Trời ơi. Y chang luôn. Xã kỳ vậy. Coi như là khi mà cưới đem rể này về nhà thì nó y chang như cha vợ luôn. Cũng nhát luôn. Nó y chang như cha vợ luôn. Cái mình phải dạy nó từ đầu. Rồi. Mình dạy nó nha, dạy là con nói điện như thế nào. Ví dụ như quạt dơ thì con tháo ra con rửa rồi con phải lắp đậy. Tháo ra xong rồi mẹ giờ con biết lắp. Đó. Thì cũng mình cũng làm mà khi mình làm mình phải kêu nó kế bên. Thì chỉ từ ly từ tí, hầu như là kêu nó làm không vừa ý. Nó không biết làm luôn, tại vì hồi đó giờ nó cũng ăn học. Nó đâu có đại. Rồi đi quýnh trên đài không đó, hả? Nó đâu thì có biết chuyện gia đình. Chứ công việc đó, cho nên đó, tập xong về ngủ không có làm gì, nhỏ giờ không làm gì. Anh có thấy mẹ vợ khó không? Làm. Dạ thì cũng không khó lắm. Tại vì tính mình hay lực, hay qua loa khẩu trả cho nên lúc nào mẹ cũng phải làm cái làm trước cho mình làm theo. Em không hợp với mẹ điểm nào? Thì chỉ có lúc làm việc không đúng thì mẹ la thôi chứ không có gì chuyện gì. Vậy là không hợp rồi, coi như làm chuyện nhà không được gì cho không hợp rồi. Sao mình không tập tành để mình thay bóng điện hay là làm sửa nhà này kia lại chút xíu? Dạ. Tại vì nhà phụ nữ không mà gặp ông già vợ. Ông già vợ cũng không biết làm cái ghẻ ghẻ y chang luôn. Không rồi. Giống quá đi, giống cái in nết của ông già vợ mà họ thì cũng một họ luôn nữa. Đó, ủa sao con viên của ông hay sao ông đem về đây giống quá. Giống quá luôn. Từ tánh nết cho tính cái gì cũng giống nhau hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe ông già vợ nói gì nha. Không có ông già vợ. Ủa bậy. Trời ơi vợ. Giờ chuyện mà khiến em khó xử giữa chồng và mẹ là việc như là anh không có về nhà phụ giúp gia đình. Thường thì hay về nhà thì thứ nhất là nhà xa, thứ hai là anh mệt mỏi sau khi làm việc á, cho nên là anh không có phụ giúp gì nhiều cho gia đình. Thì thường thì ba mẹ hay góp ý với em thì em nói lại với anh, mà em nói lại với anh thì anh cũng có muốn sửa, nhưng mà thiệt là cái tính chất công việc của anh mệt quá.
thì anh cũng không có được cải thiện nhiều. Đây thì em cũng rất là khó xử, vì nhiều lúc em phải nói chuyện để mà giải thích cho ba mẹ hiểu. Với lại mẹ cũng có góp ý là với em là tại sao mà anh ít nói chuyện, ít tâm sự, ít để mà trò chuyện với cha với mẹ công việc hàng ngày như thế nào, rồi buồn vui sao thì anh cũng ít tâm sự. Thì nên đây là em cảm thấy là em buồn, tại vì cũng có góp ý đó, nhưng mà anh sợ, mà không biết là ba mẹ thì giống như là ba mẹ mình, ba mẹ vợ cũng như ba mẹ mình thôi, thì mình thương ba mẹ thì ba mẹ sẽ biết thương mình. Khó xử nhất của em là anh, em muốn anh phải hòa đồng, hòa nhập được với gia đình của em, cho nên là anh cũng phải cải thiện lại, chứ không thì em ở giữa rất là khó xử. Dạ em nói vậy em nghĩ như sao? Dạ em thấy mình còn thiếu sót nhiều quá, thiếu quan tâm đến ba mẹ, mới cần đi làm về là ngủ, không có phụ ba mẹ được. Lại em phần lại là hay hoa loa, đụng đâu bể đó, cho nên không dám sợ ba mẹ hư đồ, sợ ba mẹ la. Cho nên nói tội nghiệp quá, giống như nàng dâu vậy. Hoa loa đụng đâu bể đó. Vậy thì hôm nay á là em có nói gì với mẹ, muốn thay đổi điều gì không? Nói với mẹ đi, nói với mẹ vợ nè. Dạ nói chung thì từ lúc quen biết mẹ tới giờ, nói mẹ thương con rất là nhiều. Mỗi lần sinh nhật hay là gì mẹ đều làm bánh lăng cho ăn. Tại vì thích con ghẻ thích ăn bánh lăng hay gà, hay là mỗi lần dịp lễ về là mẹ làm gà nhiều ăn thích lắm. Mỗi lần thi đấu á, mẹ thấy coi không dám coi, sợ chúng phải chảy máu. Mỗi lần đi đấu là ở nhà cứ niệm Phật hoài vậy đó. Tại vì mỗi lần đấu lên tiếp truyền hình trực tiếp á, cái kêu mẹ nhà mẹ coi, canh giờ mẹ coi nha. Mà mỗi lần mà thấy nó lên là cứ nằm ngồi cứ niệm Phật hoài luôn, tại vì sợ nó có chuyện gì á. Mà cũng nhiều khi cũng có á, cứ đem màu máu về, máu me đồ về hoài, tại vì đấu mà đó. Thành thử ra thấy cũng ở nhà thì sai chuyện gì nó làm hồi chút xíu nó cũng phải chảy máu. Rồi thành thử ra cũng không dám sai nhiều, tại hầu như nó mạnh á, cái tay nó bị mạnh, nó làm gì mà cũng chảy, cũng xước, cũng chảy máu. Trời, rồi cái nói nó bây giờ con ơi, thì con gán làm sao con lên huấn luyện viên, con đừng có đi đấu nữa. Mỗi lần con đấu vậy là mẹ nhà mày đứng tim luôn, không thể chịu nổi. Anh có bao giờ làm cho cô cảm động mà cô khóc chưa cô? Rồi, cô tâm cũng tâm lý lắm. Mẹ lâu lâu cái rủ nhau mẹ đi chơi Đà Lạt, Đà Nẵng, đi Thái nữa. Mấy mẹ con đi Thái rồi chơi. Trong gia đình thì rất là hòa đồng. Mà thương thì thương con rể nè, mình không ngờ trời Phật cho mình một đứa con may mắn, có đứa con rể. Nó thương mình bao nhiêu thì mình lại thương nó nhiều hơn bao nhiêu. Thì mẹ mong muốn sự thay đổi gì của con rể? Thì nó biết quan tâm gia đình, làm gì cũng phải nên kiềm chế lại, đừng có nên mạnh tay quá thì nó sẽ đổ vỡ. Đổ vỡ nhiều, cũng nhiều cái, thành thử ra mình cũng thấy nó cũng nên hơi hao một xíu. Đó thành thử ra làm gì cũng phải nhẹ tay một chút. Đi đâu làm phải, phải... mẹ đi theo sao coi không, coi nó có bể gì không. Đó. Để xem vợ em muốn em thay đổi gì nha. Em thì mong muốn anh quan tâm tới mẹ nhiều một tí, tới ba cũng vậy, tại vì ba mẹ chỉ có mình em thôi, không có nhiều con, cho nên là rất là thương em. Thì ba mẹ cũng thương anh, cũng coi anh như là con trong nhà. Thì em mong muốn là anh hoạt bát với lại thân thiện, nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn để mà ba mẹ có thể hiểu mình. Phần mẹ thì con cũng có mong muốn là mẹ hiểu được cái tính chất công việc của chồng con như vậy, làm việc nhiều, cho nên là ảnh mệt mỏi, ảnh cần ngủ hay là cần nghỉ ngơi, rồi xong ảnh mới lấy lại năng lượng ảnh đi làm tiếp. Như thế này, hôm nay thì em đã nghe vợ em mong muốn vậy rồi. Thôi em suy nghĩ thế nào và em nói với mẹ em đi ha. Dạ, con hứa với mẹ là sẽ quan tâm ba mẹ nhiều hơn và thương vợ con. Thì mẹ cũng nhờ có chương trình này mà mẹ con mình mới hiểu với nhau nhiều hơn. Thì mẹ cũng mong rằng con sẽ với mẹ thì cũng cái gì thì mình
sẽ nói ra cho nó giải tỏ. Dạ đúng rồi. Đó, không có cái gì mà để trong lòng. Dạ, thấy rằng câu chuyện ngày hôm nay nó vỡ lẽ ra là chúng ta cần nói ra tất cả mọi thứ, suy nghĩ giống như em vậy. Mặc dù con rể nhưng mà là con ruột vậy. Hãy gọi là chia sẻ mẹ nhiều hơn, giống như vợ mong muốn vậy. Rồi, hai mẹ con ôm nhau, hãy tình cảm đi. Chúc cho gia đình chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh phúc nhiều hơn nữa. Mẹ vợ hiểu con rể nhiều hơn và con rể cũng cố gắng chia sẻ nhiều hơn.